Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Thái Lan với tựa đề Thượng ẩn Thái Lan, tên tiếng Anh là Addicted Thailand. Pap dỗi Hero mà dỗi luôn cả cô giáo, cô cổ vũ mà cũng bảo cô bất nói lại. Pap hỏi Hero sô-cô-la có ngon không? À thì ra Pap ghen đó, Hero bảo Pap quát cô làm gì, cô đang mang thai đó. Pap nghe xong thì giật mình ngạc nhiên, hỏi cô có thai với thằng nào khiến cả hai ngã lăn quay xuống đất. Thì có thai với chồng bạ chứ với ai má, chắc đang suy nghĩ bậy bạ cho tôi đúng không? Rồi cả hai đứa đứng dậy lấy lại tinh thần, phóng về đích giành chiến thắng. Đạt hạng nhất mà Pap mặt cứ như ai ăn hết của. Hero phải dỗ dành, cô giáo có chồng rồi ở đó mà ghen tào lao bí đao là hay, tao là của mày, do you remember? Hero nói sẽ mua quà cho Pap khi đi Mỹ, Hero đã hứa với anh xin qua Mỹ rồi. Vừa hết dỗi cô lại sang dỗi chuyện quy mã của thằng bồ. Pap giận dỗi đẩy Hero ra mà suýt ngã để Hero phải đỡ rồi xảy ra tình cảnh đam mỹ. Pap trách chuyện Hero đi Mỹ mà không hỏi ý kiến mình. Còn Hero dỗ dành Pap đừng giận mà, anh xin đang gặp chuyện bên đó nên tao mới qua chứ không là cũng không đi qua đó làm gì. Nhìn cái mặt dỗ dành như cún con thế này thì ai nỡ giận cơ chứ. Hero hứa ngày nào cũng sẽ gọi điện FaceTime cho Pap, chỉ cần Pap đừng có thả thính ai là được. Vậy là Hero lên đường đi Mỹ, sang Mỹ tưởng ăn chơi đàn đúm thế nào, thật ra sang hỗ trợ ông anh sửa bảng sao kê của ngân hàng, nghe công việc mà đã liên tưởng một ngày nào đó được đi tù luôn ấy chứ. Vậy là Hero rén ngang, xách cái đít muốn chạy ngay đi nhưng mà khi anh xin bổ sung khoản tiền lương 6 con số, việc này sẽ giúp Hero có tiền cho ước mơ làm doanh nhân mà không cần ông bố đầu tư cho. Nghe đến thế là Hero ok la ngay, đi tù T3 không anh cũng chịu. Đang định gọi điện cho bồ mà bị ông anh tịch thu sim vì sợ bại lộ chuyện bí mật, coi có tức ói máu với ông không chứ, rồi làm sao alo cho thằng bồ nó đang chờ bên Thái đây. Trong khi đó, Pap ở quê nhà giận bồ mà đá bàn đá ghế đủ các kiểu, vì mãi không thấy thằng bồ nó gọi về cho mình, chắc lại đi mèo mã với con bót mắt xanh mũi lõ nào rồi cũng nên. Đang buồn như con chuồn chuồn thì Tiger trộm rượu của bố mang cho cả đám uống chung. Kết quả là cả bọn say quắc cần câu, Pap thì ngủ ngon lành ở trên giường Âu Ly luôn. Rồi cái đết ngủ kiểu gì mà đè lên nhau rồi lại còn tự lột đồ ra, quăng luôn cả cái quần xì xuống đất mà trần như nhộng mà ôm Âu Ly vậy. May mà gặp thằng bạn tử tế đấy nhé, mặc dù coi phim Only fan cũng nhiều, nhưng dán gồng chứ không là bị thằng bạn thân ăn thịt lúc nào hay á chứ. Hero nấu đồ ăn cho anh trai là phụ còn bỏ thuốc anh xin ngủ mê là chính, chủ yếu để anh xin ngất trên giàn quất rồi Hero trộm điện thoại của anh xin gọi cho Pap. Pap đang say giấc nồng trên giường Only thì Hero gọi điện đến. Hero giải thích chuyện anh mình cấm dùng điện thoại gọi về Thái, tám chuyện với nhau mà chỉ có xoay quanh chuyện câu dẫn nhau thôi. Nói chuyện với Hero xong, Pap nhìn lại cái giao diện lõi đồ của mình bên cạnh thằng bạn là phải rón rén đi ra mặc đồ vào ngay. Thằng Oli mà ngủ dậy, biết mình trần truồng như vậy thì nguy. Mà thực ra Oli cả đêm không ngủ được á cả nhà, chỉ giả đò ngủ cho Pap đỡ ngại thôi, chứ cái cảm giác được trai cạ cạ cái dùi cui vào lưng nó phê tới óc o, thì làm sao mà Oli ngủ được cơ chứ. Hero đi mua quà cho Pap về thì gặp anh Shin đã ngồi đợi sẵn, thì ra anh Shin đã cài phần mềm theo dõi trên điện thoại, vì vậy mà cảnh thẩm du của Hero và thằng bồ hôm qua đã được anh Shin tải về. Hero vội vã muốn xóa đi cái clip sex mà anh xin nói mày cứ vô tư xóa, anh đã thủ sẵn file khác rồi, u là trời, định tống tình nhau hay gì đây ông anh đồ trụy. Pap về nhà Oli chơi mà mặt cứ buồn thiu như cái bánh tiêu, Oli nhìn là biết thiếu hơi Hero nên buồn đây mà. Thấy Pap khó chịu vùng bụng thế là Oli giúp đỡ massage bụng cho Pap ngay, nhưng Pap về quá lại gọi nhầm tên Hero, khiến Oli đau lòng khôn xiết, ý nhớ nó chứ gì. À thì ra sau cái đêm chĩa súng vào lưng Oli, anh chàng Oli bắt đầu sao xuyến em Pap của chúng ta, dự định là sẽ thay thế Hero mà chăm sóc cho em thụ. Nhưng Pap đánh chống lãng chuyển sang việc Oli đang học đàn, vậy là Oli đàn luôn cho Pap hát. Oli đi theo Pap về nhà đại học cùng, thấy khu này lạ lạ thì Oli thắc mắc, đây đâu phải nhà Pap. Thì Pap nói mình đang ở cùng bạn, đúng lúc đó Hero trở về, vừa thấy Pap liền vui vẻ chạy ùa ra ôm Pap, còn đang mơ mộng Pap sẽ vui vẻ ôm lại mà không nhé. Em Pap làm ngay cho một cái bạt tai vào má mà trách móc sao không liên lạc được. Bị vợ cốc cho cái là phải đi dỗ dành vợ bằng một đống quà made in USA ngay và luôn. Pap thắc mắc sao không liên lạc được với Hero thì Hero nói do anh mình cấm cản đó. Pap lo lắng cho Hero mà không ngủ được, thấy Pap giận dỗi thế là Hero ra dỗ dành Pap. Hai đứa mới gặp nhau mà đã đẻ nhau ra định hôn thì anh xin đi vào phá vỡ yêu đương, làm hai đứa giật cả mình tách nhau ra nhanh. Hôm sau đi học, Oli trả áo cho Pap trước mặt Hero, Oli còn cố tình nhắc lại chuyện đêm đó Pap uống say, ngủ lại nhà Oli nên để quên áo. Hero đứng bên cạnh mà Oli còn cố tình chọc để Hero ghen, nhưng Hero dửng dưng kêu Pap vào học khiến Oli ngạc nhiên khi không thấy Hero ghen, hay là vì chúng nó không phải là người yêu nhau, chỉ là anh em. Đến lúc học đấu kiếm thì Hero hùng hổ lên tranh tài cùng Oli, tập kiếm là phụ còn đuổi cùng giết tận thằng trà xanh gấp vợ là chính. Hero hùng hổ lao vào đuổi đánh Oli, hỏi hai đứa chúng mày đã học chung với nhau ở đâu, đã ngủ chung giường với nhau rồi đúng không? Thấy bà nội Oli luôn, bị anh tóc dí đánh mà muốn sang chấn tâm lý, xém chút nữa là lòi luôn cái nét BD ra ngoài. Hai đứa về nhà thì Hero hỏi Pap không định giải thích mọi chuyện à? Mặc dù Pap nói sự thật là không có gì, nhưng Hero đưa video bằng chứng Pap ở phòng khác chứ không phải phòng chúng ta, ở phòng Oli đúng không? Mặc dù Pap đã nói không có chuyện gì, nhưng Hero biết cái nét ngủ phải cởi hết quần của con vợ mà vẫn phải hỏi hai đứa đã ngủ với nhau mấy lần rồi.
một trận cãi lộn long trời lở đất bắt đầu xảy ra. Cãi xong mệt quá thì chúng nó lại đè nhau lên sofa, lột đồ nhau ngon ơ mà đấu kiếm. Đây là cách xử lý vấn đề của hai đứa cãi nhau đây à? Nhưng mà súng đang lên nòng, đã sẵn sàng bóp cò vào người con vợ thì Park phải vội đẩy ngay Hero ra vì thấy anh Shin xuất hiện lù lù ở cửa. U là trời, ông này cứ như biến thái vậy, chỗ người ta luyện ngủ âm chân kinh, xong kiếm hợp bích, chiêu thức đưa kiếm vào lỗ mà ông cứ đứng lù lùi đó, còn bảo cứ mặc kệ anh dù sao anh cũng xem clip của hai đứa rồi. Pap nghe thấy bị lộ clip sex thì check Hero sao cho ông anh xem mấy cái chuyện tế nhị hai đứa. Hero giải thích là do anh Shin bẻ Shin nên mới dùng điện thoại của ổng, mà ổng mất dạy cài phần mềm theo dõi nên quay lại được cảnh nóng yêu xa của hai đứa. Nhưng Pap vẫn không tin mà dỗi bỏ đi, còn Hero tức giận vì Pap lần nào cũng không tin mình mà nói tối nay sẽ không về nhà đâu. Hero thắc mắc sự xuất hiện của ông anh thì anh Shin đến để đưa tiền lương đó, thời đại công nghệ sao không chuyển khoản cho nhanh vậy cha nội, tới để coi phim free thì có. Hero đổ hết lỗi lên đầu anh Shin vì đã kéo mình đến Mỹ rồi quay hình tống tiền, còn xông vào phòng lúc đang chuẩn bị bình bịch với bồ chứ. Đúng lúc đó Hero có tin nhắn từ Pap, liền lật mặt như lật bánh tráng, mượn chìa khóa xe của anh Shin mà đi về với bồ ngay. Nhưng vội về với bồ mà lại để quên điện thoại. Đúng lúc đó ông bố gọi điện đến, vậy là Shin nghe máy mách lẻo luôn chuyện Hero đang về nhà vui vẻ với ông anh trai mới. Nghe tin dữ, vậy là bố Hero đến tìm Hero luôn, xem hai đứa con trai này có gì mờ ám với nhau. À thì ra bé vợ kêu đói nên Hero mới xách đít về nấu cho vợ ăn đó mà. Pap khóc, hỏi sao Hero lại bỏ rơi mình. Hero bối rối, nói từ giờ trở đi có cãi nhau thì cũng không bỏ Pap lại nữa. Pap khóc lóc vì lo lắng khi không liên lạc được với Hero. Còn Hero xin lỗi vì tính ghen ngu ngốc của mình. Bây giờ Hero không hỏi nữa mà sẽ tin Pap. Vậy là Pap nhào vào ôm Hero hỏi sao tin được đây. Thì Hero hôn Pap để làm tin nè, mà cảnh này thì đã bị ông bố tới bắt quả tang ngay tại trận. Ông bố nhào vào đấm Hero một cái, Pap nhào ra chắn cho Hero. Ông bố chuẩn bị đánh luôn Pap thì Hero đỡ tay ông bố nói, nếu dám đánh Pap thì tôi không coi ông là bố nữa đâu. U là trời, mày hù cao à? Hai bên tranh cãi nhau kịch liệt, trong lúc Pap đỡ hộ Hero thì bị ông bố đánh vào tay. Hero thách thức ông bố có ngon thì ông giết tôi đi, vậy là ông bố lôi ngay cây súng ngắn ngủn của ổng mà dí thẳng vào đầu Hero. Thấy tình hình không ổn, Pap nói chỉ là bạn bè trêu đùa nhau thôi chứ chả phải yêu thương gì cả. Nhưng Hero vẫn cứng đầu nói hai đứa yêu nhau thì có gì phải sợ. Đùng một cái, ông bố vậy mà dám bắn thật à? Nhưng may mà tay súng cực khôi nên đạn chỉ sượt qua gương mặt đẹp trai thôi đấy. Vậy là cả hai bị tóm về nhà cách ly tình dục. Ông bố quyết định tách hai đứa ra. Hero thì không sợ trời không sợ đất mà cứ thách thức ông bố. Hero thì muốn chơi BD công khai với Pap nhưng bị ông bố ngăn cản. Dù sao gia đình này là gia đình quân đội chuyên chế, không thể để thằng con trai chơi BD được. Mọi người biết chuyện thì cười thúi đầu ổng hay gì. Còn Pap thì không cho mẹ đụng vào vết thương vì chỉ có bố và Hero mới được làm điều đó thôi. Bà mẹ còn nói Hero đang trả thù lên Pap vì mẹ Pap đã cướp mất mẹ Hero, nhưng mà Pap nói không có chuyện đó đâu. Pap đang rửa tay thì Hero chui từ trên la phông chui xuống, đúng là không có cái gì cản được tình yêu của hai đứa đam mỹ mà, mới bị đánh cho bầm dập mà gặp nhau đã tươm tướp đòi ôm với ấp rồi. Pap trách Hero cứng đầu, suốt ngày chọc tức bố, còn Hero vẫn cái tính nhây bà cố, nói mình sẽ bảo vệ Pap. Hero nói đã chọn con đường ở bên cạnh Pap. Hero thấy vết thương của Pap thì lo lắng hỏi thăm, ai bảo Pap không cho mẹ đụng vào mà chỉ cho bố với Hero đụng thôi nên máu chảy hoài vậy đấy. Vậy là Hero bôi thuốc cho Pap, rồi đang định nếm vị cháo lưỡi thì bị người bên ngoài làm phiền. Hero đang leo về phòng thì bị ông bố bắn súng dọa, lựa chọn vào quân ngũ nếu không ông bố sẽ không bỏ qua chuyện này. Pap định nhảy vào ngăn cản ông bố thì bị bắt về phòng. Trong lúc giằng co thì hộp trang sức rơi xuống, Pap nhìn thấy lại nhớ đến chuyện Hero nói có lá bùa hộp trang sức mà mẹ Hero đã mua. Pap hỏi chuyện như thế nào, bà mẹ nói mẹ Hero đã rủ lòng thương giúp mẹ Pap vào làm ở cửa hàng trang sức, còn cái hộp trang sức là do vợ đối thủ của ông bố Hero tặng chứ bả không phải là người tặng. Còn vụ đổi xe thì là do mẹ Hero tự đổi xe, ngay cả bố Hero cũng không biết lý do vì sao. Hero nghe xong mọi chuyện thì nằm trên sàn khóc. Pap thì ra ngoài đứng dưới mưa mà hóng chồng, báo hại bà mẹ phải đứng che mưa cho. Rồi bố Pap đi đến hỏi thăm tình hình, Pap hỏi bố có giận mình không. Nhưng ông bố ôm Pap vào lòng mà nói bố yêu con vô điều kiện mà. Bà mẹ tức giận ông bố biết chuyện hai đứa chơi BD chuyên nghiệp mà cứ để mọi chuyện diễn ra, không chịu ngăn cản. Bố Pap hết hiền nỗi với con vợ cũ vô trách nhiệm này mà mắng lại, rồi kêu Pap đi về nhưng Pap không chịu về vì không thể bỏ Hero lại được. Pap nhờ bố giúp Hero. Hero thì vẫn nằm trên gác mái trầm tư suy nghĩ, còn Pap vẫn đứng ngoài chờ đợi. Bố Pap đã gọi cô hiệu trưởng đến để nói chuyện với Hero. Dì Seri khuyên Hero đang còn nhỏ, chuyện yêu đương nên để sau. Dì Seri giải thích mọi chuyện cho Hero hiểu, là mẹ Hero dự cảm điều không lành nên đã cố tình đổi xe cho bố Hero. Mọi chuyện không như Hero nghĩ, mà ông bố cũng yêu thương vợ con chứ không cố tình làm vậy. Pap thì vẫn đứng đợi ở ngoài, còn Hero vẫn bám trụ trên gác mái mà chẳng chịu ăn uống gì. Anh Quinn đưa đoạn video của Pap cho Hero xem. Pap khuyên nhủ Hero thực hiện ước mơ làm doanh nhân, miễn là Hero giữ chặt Pap thì Pap chắc chắn sẽ ở bên Hero. Nếu Hero tuyệt thực thì Pap cũng tuyệt thực. Nếu Hero ngủ trên gác xếp thì Pap sẽ ngủ trên cỏ đấy. Hai cái đứa này đang tham gia cuộc thi ai gan lì hơn ai thì phải. Ông bố khuyên nhủ Hero chết rồi thì có ích gì. Hay làm như điều bố nói và quên quá khứ đi. Hero nói không muốn chết vì còn muốn gặp Pap nữa. Bố nói trở thành người lính thì có vấn đề gì. Ở bên thằng con trai mới có vấn đề đó.
Hero nói ở bên Pap thì sẽ không oán giận bố chuyện của mẹ. Bố Pap không khuyên bảo được bố Hero, vậy là suối Pap đưa Hero ra khỏi đây. Thế là Pap quyết định đến tìm anh xin giúp đỡ. Mà chúng ngay thằng anh vừa mất dạy vừa biến thái. Pap hỏi mình phải làm gì thì anh xin mới giúp. Thì Pap ngủ với anh một đêm đi thì anh giúp, ngày mai anh sẽ cứu Hero ngay. Ê cha này biến thái nha các bác. Sau khi xem clip của Pap thẩm du với Hero thì thấy Pap thật quyến rũ nên muốn làm tình với Pap. Anh em cây khế sao mà lại muốn ngủ với bồ của em trai thế nhỉ? Vậy mà anh xin mới cởi cái dây áo thôi mà Pap đã sợ té xỉu ra rồi. Nói đùa thôi, chứ đứng ngoài trời 3 ngày 3 đêm nên em ấy kiệt sức mới lăn đùng ra ngất đấy. May mà ông xin này cũng không đến nỗi vô nhân tính, không lợi dụng em ấy ngất mà thừa cơ hấp gym. Pap tỉnh dậy thì thấy Hero, Pap lo lắng cho Hero, xin lỗi vì không cứu Hero được. Thì ra là đang nằm mơ mê sảng thôi. Anh xin bên cạnh thắc mắc phải để thằng em trai mình rơi vào tay cái thằng này thật hả? Anh xin đi siêu xe vào nhà và đổi vị trí cho Hero trốn thoát ra ngoài. Trốn sớm thế, đợi tí nữa ông bố đã bắt ngay tại trận rồi. Hero ra khỏi nhà là đến tìm Pap liền. Thấy nhau cái là phải ôm cho nó tình cảm. Pap nghe lời bố, cứu Hero ra rồi hai đứa rủ nhau cao chạy xa bay, chứ không là sẽ bị bắt lại như thường. Đúng là không gì bằng có bố bảo kê, thương con vô điều kiện. Hai đứa rủ nhau đi trốn hay đi chơi thế không biết, đi đến đâu là thả tình yêu vào đất hết. Cuối phim, cả hai rủ nhau đi biển Vũng Tàu chơi cho quên hết sự đời rồi mọi chuyện ta tính sau. Hết phim, cái kết y như bản chung nha các bạn, hy vọng sẽ có phần 2, còn lúc nào có thì em cũng không biết nữa, có là em làm review ngay nhé. Phim Thượng Ẩn Thái Lan đã hết. Mọi người nhớ like và theo dõi kênh để đón xem review nhiều phim khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.